Rất là tuyệt vời là có rất nhiều các bạn ở đây là tới cái hội nghị của chúng ta ngày hôm nay và để tham dự vào AWS là có đến hàng nghìn các cái những cái người tham gia từ các cái quốc gia của ở ASEAN cũng xem xét cái, cũng xem cái tấm video này. Và đó đây chính là cái ngày thực sự là chúng ta để học hỏi và không có một cái cách nào tốt hơn là để học từ chính những cái người đồng nghiệp của các bạn. Và chúng ta thấy rằng là chúng tôi sẽ không chỉ nói với các bạn về những cái gì mới mà chúng tôi đang làm, mà đó chính là cái trải nghiệm mà rất là tuyệt vời khi các bạn sẽ được nghe cái ý kiến của những cái khách hàng của chúng tôi là họ đã làm cái gì, thành công như thế nào và những cái công ty thực sự như thế nào đã được xây dựng như thế nào với AWS. Và chúng ta sẽ thấy là các bạn có thể là đưa ra một số các cái hình ảnh các bạn muốn đưa lên trang web ở trên cái thông tin đại chúng một cái gì đó, hình ảnh gì đó, các bạn có thể tiếp cận cái đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi. Và chúng tôi muốn kể với các bạn về cái công việc kinh doanh của chúng tôi và cái sáng kiến mà chúng tôi đang nhìn thấy từ phía khách hàng cũng như đối tác ấy. Thì đó chính cái mà mới mà chúng tôi đang xây dựng để làm thế nào mà các bạn đảm bảo các bạn có môi trường để mà tiếp tục sáng kiến, sáng tạo. Và nói về 10 năm thì là chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu. Và 10 năm trước đây thì là chúng tôi bắt đầu nói về cái lợi ích của cái điện toán đám mây về cloud và thực sự là bằng cái công nghệ mới là đã tạo ra một cái thành quả tuyệt vời. Nếu không có công nghệ thì đi từ cái mainstream tới khách hàng tới cloud, cái chính ở đây là nó có sự thay đổi rất lớn và rất là nhanh. Chúng ta đã thấy rằng là có cái sự tham gia cũng rất là từ nhiều các cái lĩnh vực khác nhau. Trong quá khứ thì các bạn phải trả trước, đúng không? Với những cái sản phẩm IT mà các bạn tiêu dùng, ví dụ server hay là các bạn phải viết một cái tấm séc rất là lớn, thậm chí các bạn không dùng đến nó thì các bạn cũng phải trả trước, đúng không? Thì là các bạn sẽ phải có một cái sự cam kết rất là dài hạn, bởi vì là nếu không các bạn sẽ không thể nào có. Nhưng mà tôi thì tôi không thích như vậy. Hay là cái vấn đề về lên kế hoạch về năng lực về công suất ấy, thì chúng ta sẽ phải ta thấy là có cái sự lên xuống 15% cái gì mà chúng ta mua mới có thể mà chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ có sử dụng như vậy. Và khi chúng ta ước tính quá cao á thì cái ông sếp của các bạn sẽ không vui lắm, không hài lòng. Thế nhưng mà nếu chúng ta đưa ra cái dự kiến tính toán quá thấp thì cũng không được. Bởi vậy mà đã có cái sự thay đổi rất lớn về cái sự tham gia của khách hàng. Chúng tôi muốn là những cái khách hàng của chúng tôi là phải dễ dàng tìm thấy ra được, nhìn thấy được cái lợi nhuận là như thế nào mà IT cung cấp cho họ là như thế nào. Và hàng ngày thì chúng tôi có thể cung cấp một cái server gọi là tốt nhất, không có cái trách nhiệm về hợp đồng từ Amazon. Và về vấn đề kỹ thuật ấy, thì chúng tôi đã không cần phải, thứ nhất là không cần phải cần nhiều vốn ngay từ đầu, mà cái mà thí dụ như vấn đề về kế toán chẳng hạn thì chúng tôi đã giảm được cái chi phí hoạt động rất là lớn, là có rất nhiều các cái dịch vụ để có thể lựa chọn và nếu mà có thể loại bỏ những cái nguồn lực hay là cái nhân lực mà chúng ta không cần và chúng ta có thể có khả năng để tiếp cận được những các cái nguồn lực khác nhau của chúng ta và không cần phải cố gắng làm quản lý những cái nguồn lực mà không cần thiết với cái hoạt động của chúng ta. Và đó chính là cái sự khác biệt mà cloud đã tạo ra. Và
Và những cái đặc tính mà tôi vừa nói đấy không phải là đặc tính của cloud. Và cái mà chúng ta nhìn vào ngày hôm nay là chúng ta đang ở cái mức độ tăng trưởng rất là nhanh, là vấn đề về tài chính là có 70% số lượng doanh nghiệp đã tăng trưởng từ năm 2014 đến 2015, và có hơn 1 triệu khách hàng tham gia trong một tháng. Và họ đã có một cái ước tính là cloud đã có thể cung cấp cái năng suất mà hơn 10 lần như vậy, hơn 10 lần và mà của tất cả các cái nếu như tất cả các đám mây mà kết hợp vậy thì có thể có cái năng suất như vậy, thì đó chính là một cái công việc kinh doanh rất là tốt, mang cái lợi nhuận rất là tốt, hơn 10 tỷ đô la. Và nó là cái sự khác biệt ở trong quá khứ. Trong quá khứ thì chúng ta cần phải viết một tờ sách, phải trả tiền, thậm chí những cái công nghệ, đối với tiền trả cho những công nghệ mà chúng ta không sử dụng tới. Và bởi vậy không biết là chúng ta có thể sử dụng được cái công nghệ mà 10 tỷ đô la này hay không. Thật là tuyệt vời, đúng không? Có một cái sự lựa chọn về công nghệ rất là lớn, rất là đa dạng. Chúng ta thấy là từ trong khu vực thì là có rất nhiều các cái khách hàng bắt đầu từ cái công nghệ cloud, từ những cái doanh nghiệp rất là nhỏ hay là mới thành lập, họ đã bắt đầu sử dụng cloud như Dropbox, Google, rồi tất cả những cái khách hàng này, những cái dịch vụ này được sử dụng trên cơ sở hàng ngày và được hiện diện ở trên cloud. Và họ cũng nói rằng là nếu không có cloud thì họ khó mà có thể xây dựng được cái doanh nghiệp, cái kinh doanh của mình. Và hàng ngày ấy có khoảng 450.000 người đã sử dụng, đã phải hơn 450.000 người đã họ ngồi ở trong phòng để mà họ thậm chí không phải đi ra khỏi khách sạn hay trong hay ra khỏi nhà của mình, cũng không cần phải tìm các cán bộ kỹ thuật. Đó chính là cái lợi thế của cloud. Có khách hàng về doanh nghiệp thì cũng chúng tôi cũng sử cũng có rất nhiều các cái doanh nghiệp sử dụng cái công nghệ cloud, và tôi đã tạo được cái năng suất, năng lực cho các cái doanh nghiệp để mà có thể tiến tới lên phía trước, đạt được cái mục tiêu của mình. Và thậm chí trên cái diễn đàn này có rất nhiều các cái sáng kế, các cái sáng kiến được tạo ra. Và cũng có rất nhiều các cái khách hàng từ khu vực công của chúng tôi, và chúng ta thấy rằng từ các cái khu vực công thì không chỉ họ có thể áp dụng thực hiện được các cái dự án rất là khác nhau, từ có đến hàng nghìn các cái trường đại học, các cái trường học, và hầu như là khoảng 18.000 các cái tổ chức phi chính phủ là cũng sử dụng cái AWS. Và chúng ta cũng muốn chúng tôi cung cấp các cái viên gạch để xây dựng cho các bạn, và các bạn thì đưa ra những cái sáng kiến, sáng chế, và chúng tôi ở đây là để giúp các bạn có được cái sự thành công trên cái diễn đàn này. Và như có một cái sự hội nhập rất là lớn, đúng không ạ? Như các bạn đã thấy là có rất nhiều các cái công nghệ đã được sinh ra trong cái công nghệ cloud của chúng tôi. Và tất nhiên là trên cái quãng đường, trên cái con đường của chúng ta thì đó chính là cái nơi mà các cái khách hàng của chúng tôi đã bắt đầu sử dụng cái công nghệ cloud, và chúng tôi đảm bảo là các cái phần mềm là luôn luôn ở trong các cái server, và chúng ta thấy là các cái ngành dọc ấy là chúng ta thấy có một cái sự sáng kế, sáng kiến đang diễn ra. Và nếu như chúng ta có thể là đưa vào các cái ngành dọc, các cái dịch vụ dọc nhanh hơn, là họ có thể là giải quyết được các cái doanh nghiệp, các cái sự kinh doanh ở
rất nhiều các cái cơ sở, các cái địa điểm khác nhau giống như ở Mỹ đấy, thì các cái công ty về logistics là họ có thể là xử lý các cái dữ liệu, các cái thông tin ở các cái vị trí khác nhau, rồi ở các cái sân vận động là họ có thể xử lý được tất cả những cái sáng kế như vậy, thì đã xử lý được rất nhiều các cái thông tin tuyệt vời, nhanh chóng. Và như thế là có một cái sự từ cái thị trường về dữ liệu ở Mỹ, và thường là chúng ta nó không giống với cái dữ liệu mà chúng ta nhận được từ hàng ngày trước đây đấy. Thì cái mô hình để mà cho sự sáng chế là gì? Là đối với chúng tôi thì một cái mặt thì nó là một cái công nghệ, nó là cái platform mà chúng tôi đang làm, mà nhưng nó cũng là một cái vai trò của các cái tổ chức. Tôi không muốn nói về cái vấn đề đó, mà chúng ta muốn tập trung vào cái vấn đề về công nghệ và vấn đề về sáng chế. Một cái điểm quan trọng ở đây là giảm đi cái những cái phức tạp cũng như những cái vấn đề rồi những cái cản trở để có thể cho phép họ có một cách sáng tạo hơn, làm việc một cách sáng tạo hơn trên cái platform này. Không có thể nói được, không ai có thể nói được các bạn rằng là các bạn không thể làm được cái gì, không được làm được cái kia. Làm cho cuộc sống nó dễ dàng hơn, bởi vì và bỗng nhiên thì tất cả mọi thứ đều được chương trình hóa, và về bản chất thì là chúng ta đã giảm đi được rất nhiều các cái khó khăn cản trở từ server, rồi cái trung tâm dữ liệu, tất cả mọi các cái trạm như vậy thì chúng ta cần IPA, và bởi vậy đó chính là cái cản trở, hay là cái vị trí cũng là một cái cản trở. Để có thể bắt đầu cái doanh nghiệp thì chúng ta có thể là phải cần những cái doanh nghiệp ở hay là những bạn hàng của chúng ta ở Singapore để có thể phải tiếp cận. Nhưng mà làm thế nào làm được như vậy? Thì là chúng ta bắt đầu thương lượng, hay là phải có luật sư thì mới làm được như vậy. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần một cái nút bấm thôi là có thể bắt đầu được cái công việc của mình. Và ở Hàn Quốc thì chúng tôi vừa mới bắt đầu một cái doanh nghiệp, một cái chi nhánh mới, và chúng tôi sẽ bắt đầu thành lập một cái các cái chi nhánh mới ở Ấn Độ, ở Canada, ở Trung Quốc. Và năm nay thì chúng tôi sẽ có 17 khu vực, và 7 khu vực là ở cái thị trường này, ở thị trường châu Á Thái Bình Dương. Và các bạn thấy rằng là cái thị trường này rất là quan trọng đối với chúng tôi. Cái cản trở mà là làm thế nào để chúng ta có thể tiến nhanh hơn và một cách hiệu quả hơn. Và bây giờ tôi xin được xin mời đại diện của Zalora, ông Ca Thịnh tới để nói với chúng ta về kinh nghiệm của Zalora với công nghệ cloud. Xin cảm ơn anh và xin chào các bạn. Tên tôi là Ca Thịnh, tôi là CTO của Zalora. Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái bước đi của Zalora từ lúc mà chúng tôi thành lập cho đến bây giờ, và chúng tôi sử dụng cái dịch vụ AWS như thế nào. Và cho các bạn biết là đây là cái phần giới thiệu của Zalora các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là hiện tại là chúng tôi là cái công ty e-commerce lớn nhất về thời trang. Và các bạn thấy theo cái mốc thời gian đó là chúng tôi sáng lập vào năm 2012. Và từ đó chúng tôi vào quý 1 năm 2013 chúng tôi phát triển ra những cái trang mobile và những cái ứng dụng khác. Và theo đó là cái sự phát triển nó lên dần dần. Và về con số thì chúng tôi có 4 triệu khách hàng và có khoảng 7 triệu lượt người ghé thăm cái website chúng tôi. Thì chúng tôi có 6.5 triệu Facebook fan, 21 triệu ứng dụng download. Hay là vào quý 4 năm 2015 chúng tôi đạt được con số khá tự là 2 triệu đơn hàng order. Và có 5 triệu người đăng ký cái thư của chúng tôi. Thì ban đầu là chúng tôi tạo ra một cái trung tâm chứa dữ liệu ở Hồng Kông để hoạt động đấy các bạn ạ.
Nhưng mà thực tế cho thấy là chỉ có khoảng 10% cái công suất là được hoạt động thôi khi mà chúng tôi chạy cái dịch vụ bán hàng của chúng tôi. Và 95% là không có dùng máy. Nhưng mà có một điều chúng tôi cảm thấy bất lợi là những cái lúc cao điểm á, thì chúng tôi lại rất là hồi hộp. Tại vì cái công nghệ data center, cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu nó lại không ủng hộ hay là hỗ trợ được cái lúc mà cao điểm như thế này. Và thực tế mà thấy là các bạn thấy là cái thời gian mà cho phép chúng tôi chỉnh sửa lại cho những cái thời điểm cao điểm á, là mất 10 ngày. À, 10 ngày là con số rất là bình thường, có khi đến 21 ngày các bạn ạ. Và rõ ràng là chúng tôi không thể scale up được, chúng tôi không thể nâng cao được tầm cái tầm phục vụ của nó. Và đó là cái mà chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều khi mà chúng tôi nghĩ cái bước tiếp theo là làm marketing như thế nào hay là chúng tôi tiếp cận khách hàng như thế nào. Và rõ ràng là chúng tôi là đến một cái mức nào đó chúng tôi phải nghĩ một cái cách tiếp cận vấn đề mới thôi, chứ không có thì nó sẽ rất là bó buộc và khó xử lý trong tương lai các bạn ạ. Và các bạn thấy cái biểu đồ này trong vòng 48 giờ đó. Đôi khi là cái từ cái điểm nền cho đến cái điểm cao nhất đó, các bạn thấy đôi khi cái giao thông về web nó tăng trưởng như vậy. Nó bất thường lắm. Nó không phải một cái gì mà dễ dự đoán. Và tất nhiên là marketing sẽ đưa cho bạn những con số kinh doanh dự đoán, nhưng mà đó cũng không phải là một cái gì rất là sát sao. Thực tế nó có thể khác đi rất nhiều các bạn ạ. Đó là cái trải nghiệm mà chúng tôi biết được khi mà các bạn làm e-commerce. Và đấy là các bạn thấy là trong cái biểu đồ này, một số nước, tôi nói một số nước hồi nãy là trong khu vực của Zaloza. Nhưng mà các bạn có thể thấy cái biểu đồ này rõ ràng nó thấy là nó rất là random, nó rất là bất thường. Và mọi người nói là gì? Khi mà các bạn đi đến một cái hướng nào đó, các bạn phải biết được cái cách mà quản lý vấn đề và quản lý cái traffic, cái dịch vụ web cho nó hiệu quả và optimize và nó hỗ trợ thực sự là tốt. Và cái bước đi đầu tiên là chúng tôi có những cái thử nghiệm đầu tiên với Redshift hay là EC2 và chúng tôi có một số nghi ngờ. Và khoảng một tháng sau thì chúng tôi thấy là cái lưu lượng về Internet á, và những cái cấu trúc nền tảng của họ có thể ok đó. Và chúng tôi bắt đầu đi được rồi. Và từ đó chúng tôi tin tưởng hơn là chúng tôi có thể chuyển qua bên AWS đi nhanh hơn. Thì cái cách mà chúng tôi làm là chúng tôi làm cái cách straddling về đám mây bên cái cơ sở dữ liệu. Và từ đó là chúng tôi chuyển đổi qua split, chia ra hoàn toàn vào ngày 12 tháng 12. Cái ngày đó là cái ngày bán hàng nổi tiếng. Rất nhiều người ghé thăm và nhiều giao dịch các bạn ạ. Hơn 6 lần. Và đó là cái cách mà chúng tôi biết được là cái AWS nó sẽ giúp được chúng tôi quản lý về cái dịch vụ công nghệ trong tương lai nó như thế nào, vì nó đã chứng minh được là nó có thể đáp ứng được những cái lúc cao điểm như vậy. Ở Trung Quốc là ngày độc thân, nhưng mà ở bên các nước Đông Nam cũng là cái ngày bán hàng rất rất nhiều các bạn ạ. Và đó là cái ngày bán hàng lớn nhất trong lịch sử của châu Á các bạn ạ. Và đó là cái ngày mà tôi có được cái số liệu thực tế là chúng tôi test được là cái thực sự là AWS nó hoạt động như thế nào. Và đó là cái sự thành công ngoài mong đợi. Và AWS hỗ trợ được hơn đến 6 lần những cái baseline về giao thông trong web mà chúng tôi đã từng chứng kiến trước đây. Và đó, từ cái trải nghiệm đó là chúng tôi đã bắt đầu chuyển hết những cái phần còn lại ở 8 nước trong vòng 30 ngày qua cái hệ thống AWS. Và tất nhiên là sau đó là trung bình là chúng tôi dùng được khoảng 40%. Nhưng mà cái phần tôi thích nhất là nó nâng được cái lưu lượng lên được 4 lần trong vòng 15 phút các bạn ạ, cho cái phần. Và đó, nó không phải là AWS, nhưng mà trước đây vì tôi không biết cái công nghệ này nên rõ ràng là chúng tôi không sử dụng được hết cái tài nguyên của mình. Khi qua AWS thì đó là một cái phần cải tiến rất là nhiều. Thì một số thông số khác là những cái trang của chúng tôi á, là load được nhanh hơn từ 1 đến 2 giây các bạn ạ, ở Indonesia hay là Philippines. Hay là trong bác biết trong ngành e-commerce á, đó là những cái chỉ số rất quan trọng. Và cái phần CR của chúng tôi cũng tăng lên được khoảng 10%. Thì rõ ràng như tôi nói đó, 1 đến 2 giây mà lên đến một cái số lượng lớn khách hàng là nó
nó tăng rất nhiều. À, đó và như tôi nói là cái conversion rate, tức là cái chỉ số mà đổi qua khách hàng bán hàng á, là nó tăng lên 10% vì cái sự 1-2 giây tiết kiệm như thế này. Và một cái video hài hước như này các bạn thấy là gì? Chúng tôi đã hủy cái trung tâm dữ liệu của chúng tôi sau khi chúng tôi chuyển qua AWS rồi. Các bạn thấy không? À, hy vọng là các bạn thích thú với cái buổi trình bày này. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Thì như vậy là trong 15 phút là mà nhẽ ra phải mất đến 21 ngày. Như vậy là có một cái sự thay đổi rất là lớn về doanh nghiệp. Có một cái gì đó là về cái việc download các cái trang trên web ấy. Nếu như các bạn xây dựng vào cái hệ thống của các bạn thì các bạn có cái khả năng, cái năng lực là về cái các bạn có thể sử dụng một cái xây dựng một cái hệ thống mà các bạn có thể kiểm soát được cái chi phí về cái cấu trúc của chương trình của các bạn, và đó chính là một cái quyết định doanh nghiệp kinh doanh của các bạn, làm thế nào mà các bạn có thể là làm thế nào để có thể chuyển đổi một cách nhanh chóng, và có những cái lĩnh vực mà các bạn có thể là thử nghiệm. Các bạn có thể nói rằng là bao nhiêu nguồn năng lực nữa mà chúng tôi cần phải có để mà có thể làm cái trang, việc download trang nó nhanh hơn. Thế vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chi phí của chúng ta như thế nào. Và nếu như các bạn không cảm thấy hài lòng thì các bạn sẽ bị cản trở nữa khi mà các bạn muốn thử nghiệm trong cái kinh doanh của mình. Và có thực sự là có một cái sự sáng chế rất là tuyệt vời trên cái platform này của chúng ta. Và không chỉ là vấn đề về việc là chuyển đổi thật là nhanh để mà tiếp cận được những cái nguồn lực của chúng ta, mà chúng ta còn dẫn dắt các bạn làm một cách có thể hoạt động một cách sáng tạo trên cái diễn đàn này. Các bạn không cần phải AWS cung cấp các cái dịch vụ về thiết kế, về các cái dịch vụ về mạng lưới. Và từ ngay từ đầu ấy, tôi đã nói là từ năm 2008-2009 thì chỉ có một vài doanh nghiệp ở trên thị trường. Nhưng mà các bạn, họ đã tạo ra được rất nhiều, cho thấy chúng tôi rất nhiều các cái lợi thế mà về vấn đề về cơ sở hạ tầng ấy, thì có một cái tài liệu của ông Nikas về các cái vấn đề về IT, thì Nikas thì đã rất là giỏi về vấn đề họ, ông ấy nói rằng về vấn đề IT, ông nói rằng tất cả chúng ta cần phải làm về vấn đề IT, và cái mà các cái nhà để phân biệt với hay là để làm các bạn nổi bật lên với các cái nhà cạnh, với các cái đối thủ cạnh tranh khác, đó là các bạn phải làm cái gì đấy khác biệt cho khách hàng của các bạn, và để tạo ra cái sự khác biệt với các cái đối thủ cạnh tranh của các bạn. Tất nhiên là cái kết quả là phải mang tính thực tiễn đối với doanh nghiệp các bạn, nhưng các bạn phải làm thế nào là các bạn muốn tự làm lấy, cần làm cho nó mang tính thực tế hơn những cái sáng kiến của chúng ta. Nhưng mà cái vấn đề cuối cùng vẫn là cái kết quả thực tế. Bởi vậy mà chúng tôi đưa ra cho các bạn cái dịch vụ mà, vậy mà các bạn có thể thành công ở các cái lĩnh vực khác nhau, cả về trên thực tế, cả về các cái server applications hay là các cái lĩnh vực về mobile. Và đó chính là những lĩnh vực mà chúng tôi đã đưa ra cho các bạn các cái dịch vụ tốt nhất để mà các bạn có cái sự lựa chọn tốt nhất. Và cái mà tôi muốn nói ấy là với cái sự phát triển như vậy thì các bạn mở ra cái platform cho các cái công ty để mà các bạn có thể tạo ra các cái phần mềm sáng chế. Chúng tôi sẽ không quá là tự hào
và với tất cả những cái công cụ như vậy thì các bạn sẽ lấy ra những cái công cụ nào mà các bạn muốn, các bạn cần, và chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng là các bạn cũng có sự lựa chọn, các bạn có thể quyết định là các bạn sử dụng cái hệ thống của các bạn như thế nào. Không chỉ là với cái vấn đề này cụ thể này mà là vấn đề về hệ thống eco chẳng hạn thì nó còn rất nhiều việc cần phải làm hơn là chúng ta có thể hội nhập nó với cái hệ thống của các bạn, và tất cả những cái dịch vụ này đã được tạo ra cho các bạn để làm cho cái platform này là mang tính đa dạng, và vậy các bạn có thể chọn được những cái dịch vụ nào, lựa chọn nào mà các bạn muốn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về một số các cái blog một cách cụ thể hơn, bởi vì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các cái dịch vụ khác nhau và chúng tôi thâm nhập vào nó để đảm bảo rằng là nó cũng rất là sâu, mang tính chiều sâu. Chúng ta cũng biết rằng là có rất nhiều các cái công việc khác nhau, các workload khác nhau, có thể là memory bound, hay là chúng tôi muốn đảm bảo là các bạn có cái sự lựa chọn ở mỗi một cái lĩnh vực như vậy, và làm cho các bạn cũng dễ dàng gặp sai lầm. Thế nhưng không phải là lần đầu tiên một cái kỹ sư mà nhìn vào một cái application mà nghĩ rằng là nó chỉ là IO bound, và chúng ta sẽ nhận thấy rằng trong 1-2 phút sau nhận thấy rằng là trong quá khứ thì chúng ta sẽ phải mua cái phần cứng, bởi vì chúng ta đã đưa ra quyết định là buy cái phần cứng đó, nhưng đó chính là cái cản trở của chúng ta. Thế nhưng mà bây giờ không cần phải làm như vậy. Có thể các bạn có thể là tạo ra sai lầm, các bạn có thể làm cái gì đấy không đúng. Thế nhưng mà các bạn có các cái instances khác nhau. Như vậy là chúng tôi đã cho các bạn, cho phép các bạn là có thể là làm cái đó sai lầm. Các bạn có thể làm bất kỳ cái gì, bởi vì các bạn có thể là quay lại cái tình trạng ban đầu để mà sửa lại cái lỗi lầm của mình, cái sai sót của mình. Thế nhưng mà bởi vì là các bạn muốn có một các cái chương trình mà có cái memorize rất là lớn, cái trữ liệu dữ liệu memory rất là lớn. Bởi vậy mà chúng tôi đã xây dựng ra cho các bạn một cái chúng tôi đã xây dựng một cái bộ nhớ mà 2 TB, và để tạo cho các bạn mà có thể tạo ra được cái hoạt động mà rất là nhanh chạy trên cái chương trình như vậy, mà chúng tôi đã tạo ra cái sự lựa chọn cho các bạn, và đó chính là cái platform mà chúng tôi muốn. Và từ cái khách hàng mà chúng có các bạn có thể sử dụng Oracle hay là database, có thể cho một lần nữa thì các bạn có thể lựa chọn được rất nhiều các cái chương trình ở đây để có thể tạo được cái hiệu quả cao nhất cho mình. Và chúng ta sẽ về vấn đề về kiểm soát cái sự tiếp cận, thì một lần nữa thì chúng tôi lại tạo ra các bạn có một cái cơ chế sao cho các bạn có thể bảo vệ được chính mình, và các cái chính sách đã có ở trên đó để các bạn có thể biết được ai là có thể tiếp cận được cái hệ thống của các bạn với cái điều kiện như thế nào. Và chúng tôi đã thực sự là đưa lại tất cả các yếu tố này trên cái platform này, là các bạn có thể nhìn vào cái vấn đề về storage, về lưu trữ, trữ lượng, thì là các bạn có thể là có rất nhiều các cái lựa chọn ngày hôm nay, và đó chính là một cái hoạt động chính mấu chốt, bởi vì nó cũng đang thay đổi theo thời gian, và có rất nhiều các cái transactions là được diễn ra trong cái hoạt động của các bạn, thì ở trên một cái mức độ rất là cao. Và có một cái ví dụ ở đây là có một số khách hàng ở Mongolia, và hàng ngày là họ dựa trên cái dữ liệu như vậy, và họ nói rằng là họ thấy là cái hệ thống của chúng tôi rất là tốt, và
và có luôn luôn có cái sự gọi là cộng hưởng và có cái gọi là magnetic media, có các cái sự lợi thế của các cái magnetic dish và có các cái lợi thế là thứ nhất là nó rất là rẻ, các bạn có thể mua được rất nhiều. Cái thứ hai là nếu như các bạn muốn mà stream các cái dữ liệu vào thì nó thực sự là rất là tốt, rất hiệu quả. Và chúng tôi cũng đã tuần trước là chúng tôi đã quyết định là đưa ra một cái EBS mới là cho các bạn có thể stream 500 megabyte một giây và có thể là gần như là một nửa đô la cho một gig cho một tháng, hay là một cái nữa mà chúng ta có thể có được từ 200, một cái tốc độ là 250 kb một giây. Và cái hai cái đặc tính này là đó chính là một cái đặc tính rất là phổ biến đối với những cái khách hàng mà có cái khối lượng lưu trữ data rất là lớn. Và cái hội mức độ hiệu quả cũng như là giá cả khi mà các bạn muốn stream các cái dữ liệu từ cái khu lưu trữ để có thể xử lý, và chính cái EBS này sẽ giúp các bạn là có thể đạt được cái tính hiệu quả rất là cao. Và chúng tôi cũng có một số các cái khách hàng, một vài khách hàng ở trên cái platform này là Localistics. Localistics là họ có 70.000 cái phần mềm applications ở trên đó, hay là Splunk là họ cũng đã sử dụng một cách cái hiệu quả và đã giảm một cái lưu trữ, cái khối lượng lưu trữ bằng cách sử dụng các magnetic media dish của chúng tôi. Và chúng tôi cũng chuyển sang rất là nhanh mà đúng vậy, là chúng ta có thể chuyển nhanh hơn, dịch chuyển nhanh hơn, chuyển đổi nhanh hơn. Thế nhưng mà chúng ta sẽ phải lo lắng một cái vấn đề là nhưng mà nó có an toàn hay không. Giống như ở trong quá khứ ấy, thì khi chúng ta nhìn thấy về vấn đề an ninh là cái chính là một cái cản trở của cái việc chuyển đổi nhanh chóng. Bởi vậy mà chúng tôi cũng đã nghĩ tới điều này cho các bạn. Ở cái mức độ về vật chất ấy, thì là chúng tôi có một cái diễn đàn về cái việc tín chỉ và đưa ra các tiêu chuẩn hóa và bởi các cái bên liên quan khác nhau cho các bạn để có thể các bạn đánh giá. Và vấn đề về an ninh thì đó là vấn đề này rất là nghiêm ngặt, tôi cũng không thể nào mà vào được cái hệ thống dữ liệu. Vậy thì các bạn, đó chính là cái mà các bạn sẽ phải làm, là vấn đề về an ninh để đảm bảo rằng là các bạn có một cái chế độ bảo mật rất là lớn. Luôn luôn thì vấn đề an ninh bảo mật vẫn là một vấn đề luôn luôn mà các bạn phải suy nghĩ tới, đầu tư tới, kể cả vấn đề về hoạt động. Và chúng tôi cũng đã tạo ra được cái việc bảo vệ, cái chế độ bảo vệ, bảo mật, cái hệ thống cho các bạn. Và chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào cái việc sáng chế. Nhưng mà chúng tôi cũng đã đưa ra cho các bạn hàng loạt các cái công cụ khác nhau để các bạn có thể tự bảo vệ, mà với một cái cách mà các bạn trước đây chưa bao giờ làm. Và các bạn có thể thấy, lát nữa các bạn sẽ được nhìn thấy các cái tấm phim về cơ cấu hình là cho phép các bạn là các cái block và có thể là tự bảo vệ mình và có một cái mạng lưới rất là bảo mật ở đó. Và các bạn cũng sẽ được làm việc với chúng tôi trong thời gian tới để mà có thể đảm bảo được cái vấn đề về networking và vấn đề về identity, về cái thí dụ như là thực sự là chúng ta muốn quản lý cái vấn đề identity của các bạn ở trên cái lĩnh vực của các bạn. Và vấn đề về mã hóa đấy thì cũng rất là quan trọng, là khoảng cách đây vài năm ấy, thì chúng tôi nhớ rằng là trong các cái bài trình bày
của tôi thì tôi luôn luôn lưu ý các bạn là cần phải mã hóa các cái dữ liệu của các bạn và để đối với các cái khách hàng của các bạn cũng vậy, các bạn cần phải làm như vậy là phải có cái sự tham gia của cái việc mã hóa, phải mã hóa những cái dữ liệu quan trọng nhất của cái kinh doanh của các bạn. Và nếu như các bạn mà mã hóa các cái dữ liệu thì bạn sẽ là người quyết định ai sẽ người được tiếp cận với những cái dữ liệu đó, chứ không phải là chúng tôi. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng là các bạn quyết định ai sẽ được tiếp cận với các cái dữ liệu như vậy, chứ không phải là chúng tôi là cái người cung cấp cái dịch vụ này. Vậy chúng tôi là có các cái đưa các bạn cho các cái công cụ cũng như để các bạn hội nhập vào và để các bạn mỗi một cái blog như vậy thì sẽ có các cái key về mã hóa cho các bạn. Chúng tôi có thể tạo ra cho các bạn và chúng tôi đưa cho các bạn cái chìa khóa chính. Các bạn chính là cái người duy nhất mà quyết định ai sẽ là người được tiếp cận cái dữ liệu của các bạn. Điều này rất là quan trọng, cực kỳ là quan trọng, bởi vì chúng tôi cũng muốn là đưa cái mã hóa đó vào bất kỳ một cái chương trình nào của các bạn, làm thế nào để các bạn thấy dễ dàng hơn, cái cách thức cái mã hóa nó dễ dàng hơn so với 5-6 năm trước thì là để mà cái mã hóa được rất là mất tốn rất nhiều tiền. Thế nhưng mà cái vấn đề này bây giờ lại không thành vấn đề nữa, và tôi giờ cảm thấy là rất là tin tưởng rằng là nhanh chóng thì tất cả các bạn đều có thể đủ tiền để có thể trả cho cái việc mã hóa này. Có vấn đề cái tuân thủ các cái quy chế quy định, đó chính là cũng là một cái chính sách ở bên trong cái doanh nghiệp của các bạn, để chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng là có các cái công cụ để các bạn có thể là tuân thủ với những gì mà các bạn đã chọn. Và những có các cái công cụ thí dụ như là trong cái cấu hình mà các cái nguồn lực mà các bạn có, mà các bạn có thể quyết định là các bạn muốn sử dụng các cái nguồn lực của AWS như thế nào, và các bạn cho phép một số các cái chức năng thôi. Thế và các bạn có thể là tiến hành và đưa nó vào thực tế. Và chúng tôi cũng muốn giúp các bạn một cái môi trường là có cái người thanh tra viên để giúp các bạn là nhìn vào cái môi trường của các bạn để xem như là các bạn có tuân thủ với những cái thực tiễn, những cái quy chế quy định tốt nhất hay không. Và chúng ta hãy nhìn vào cái phần về kiểm soát viên này. Nếu như chúng ta nhìn vào toàn bộ cái môi trường của chúng ta, toàn bộ cái môi trường của chúng ta về cái network thì so sánh nó với các cái quy chế, những cái thông hành tốt nhất thì chúng tôi sẽ tạo ra được cái báo cáo cho các bạn để làm thế nào các bạn có thể tuân thủ được. Và như vậy là có rõ ràng là khi mà các bạn ở trong cái môi trường ứng dụng thì chúng ta có phải có một cái loạt các cái quy chế quy định để có thể là các bạn có thể chia sẻ với thí dụ như cái nhóm về an ninh bảo mật của các bạn, và có rất nhiều các cái công cụ khác nhau, thí dụ Trainmicro, Codebase và các bạn có thể là họ đã đưa vào cái sản phẩm về an ninh bảo mật vào đó. Và như vậy là chúng ta làm thế nào mà chuyển đổi nhanh nhưng mà vẫn có đảm bảo được tính bảo mật và an toàn. Và cuối cùng thì cái việc tự động hóa cũng rất là quan trọng, là chúng ta có thể là tự động hóa tất cả các cái quy trình mà các bạn có, và thí dụ như là cả cái quá trình phát triển đó cũng là tự động hóa. Và cái vấn đề sáng kiến cũng vậy, cũng là một cái công cụ rất là tốt khi mà các bạn muốn chuyển dịch nhanh nhưng mà lại mang tính sáng tạo
sáng chế. Và tôi rất là vui mừng, hân hạnh được xin giới thiệu Palanik ở đây, là ông trưởng tư vấn về cái vấn đề data, dữ liệu của chính phủ Singapore. Thì các bạn, ông sẽ nói về, cho các chia sẻ với các bạn về vấn đề mà dịch chuyển nhanh, công nghệ nhanh nhưng mà lại vẫn đảm bảo. Xin chào các bạn, tôi là Palanani, tôi từ Data Singapore. Thì đây là cái phần của chúng tôi là về phụ trách những cái thông tin quần chúng của Singapore. Thì nó là một phần của những cái chính sách về cung cấp cái số liệu công chúng. Thì mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người hiểu được và dùng những cái dữ liệu quần chúng các bạn ạ. Thì chúng tôi làm một số cái ứng dụng như các bạn thấy trên cái dashboard chẳng hạn, và từ dân số cho đến thống kê cho đến những cái chỉ số cơ bản đó. Thì đây là tôi muốn chia sẻ là ban đầu là chúng tôi bắt đầu cái hệ thống IT của chúng tôi từ những cái thời xưa các bạn ạ, Apache Database, DB, MySQL, và chúng tôi đi qua đến cái phần khác như các bạn thấy như là ADS và Solaris. Và các bạn có thấy không, đây là cái chẳng hạn như chúng tôi thấy là ban đầu là làm những cái phần live á, nó có thể là nó sẽ bắt nguồn và bắt trước tự như thế nào. Nhưng mà khi mà chúng tôi dùng cái VPC và cái root 53 đó, thì các bạn thấy trên biểu đồ này là chúng tôi đã bắt trước được cái sự mà cái mô hình phát triển nó hoàn thiện rồi. Và chúng tôi đưa được những cái dịch vụ ứng dụng chung và hoàn thành được như vậy. Và khi là chúng ta có thêm một cái chỉ số hay là ứng dụng mới, chúng tôi sẽ đưa thêm vào cái theo cái mô hình này thôi các bạn ạ. Nó sẽ dễ dàng để quản lý và biết hơn. Thì ở công ty chúng tôi, tháng trước chúng tôi phát triển được một cái portal cho những người lập trình viên. Nó gồm có 3 phần như là API, Gateway, Lambda và DB. Thì cái phần đó là các bạn thấy là Lambda nó tương tác với cái phần API của bên agency chúng tôi như thế nào. Và chúng tôi cũng dùng ECS để mà nó chia sẻ và lấy được cái dữ liệu. Và chúng tôi cũng muốn cung cấp những cái dữ liệu quá khứ. Và như vậy chúng tôi dùng cái DynamoDB. Thì cái phần mà chúng tôi muốn được là thấy là khi mà chúng tôi dùng AWS á, chúng tôi học được và biết được ứng dụng những cái chương trình phát triển code, phát triển phần mềm tốt nhất như thế nào. Và chúng tôi có thể vượt qua được những cái trở ngại về khó khăn một cách tích cực nhất. Và chẳng hạn như tôi muốn nói ví dụ như là AWS Lambda các bạn ạ, nó không có cái thể trạng nào hay và nó có thể tích hợp được một cách tốt nhất. Và chẳng hạn ban đầu chúng tôi làm cái chương trình Lambda ở Tokyo, chúng tôi biết là nó chỉ ở Tokyo thôi nhưng mà chưa có ở Singapore. Thì ban đầu chúng tôi là bắt chước hay là chúng tôi tiếp cận cái vấn đề này, và chúng tôi muốn bắt nguồn nó và chúng tôi tiếp cận cái công nghệ này. Và cuối cùng đây là cái phần biểu đồ mà các bạn thấy là chúng tôi đã thành lập nó được như thế nào. Ở cái phần đỏ mà tôi khoanh ở đây đó là cái phần API mà chúng tôi có được, mà chúng tôi cần phải làm ở back-end đó các bạn. Thì chúng tôi phát triển nó trở lại. Và cái cách mà chúng tôi có thể tự do hóa viết code cho cái Lambda đó, chúng tôi modify, sửa nó lại để cho nó ra thành cái mô hình này. Và chỉ 100 dòng code thôi các bạn thấy là gì. Và cái API của chúng tôi trở nên 10 lần nhanh hơn. Tuyệt vời đúng không các bạn? Và rõ ràng là cái lợi ích là ở đây là khi mà chúng tôi chuyển qua như vậy đó, thì chúng tôi có sự tự do hóa và chúng tôi phát triển được thực sự là tốt hơn. Và đây là cái cấu trúc hiện tại của cái nền tảng IT của chúng tôi. Thì từ phần backup cho đến các cái phần khác, hay là những cái phần cho biết á, báo tin, hay là cái phần cái lúc mà làm deploy, đưa live á, chúng tôi đều có được những cái ứng dụng tuyệt vời. Và chúng tôi luôn luôn nhìn vào cái quá trình phát triển về tương lai để làm cho nó hoàn thiện hơn. Và đó là hai các bạn thấy là ở đây là có Amazon EC2 và NFS. Và đó là cái mà chúng tôi nhìn là chắc chắn sẽ đi với chúng tôi về xa hơn trong tương lai các bạn ạ. Và đây là cái case study mà chúng tôi muốn chia sẻ là các bạn
biết là chúng tôi dùng AWS như thế nào. Và các bạn muốn biết thêm, các bạn thêm vào data.government.hg để các bạn tìm thêm thông tin các bạn nhé. Có rất nhiều các cái ý kiến đã được xây dựng trên cái platform của chúng tôi, thì có rất nhiều các sáng chế đã được nhất là giống những cái tổ chức giống như là của anh Palani kia, thì là cái mục tiêu quan trọng ở đây đó là các cái sáng chế, và đó chính là cái mục tiêu của hàng đầu đó. Thực ra là chúng tôi đã hy vọng là chúng tôi sẽ có cái nhiều sẽ được nghe nhiều cái sáng kiến của các bạn hơn, và như vậy là cái vấn đề mà tạo cái hay là tạo ra cái môi trường phát triển nhanh chóng hơn chính là cái mục tiêu của chúng tôi, là đó chính là Beanstalk, đó chính là cái môi trường rất là tuyệt vời cho các bạn. Và các bạn sẽ phải quan tâm hay là bảo dưỡng tới một số các cái một cái vài phần trong cái hệ thống của các bạn, và các bạn sẽ chọn cái platform mà các bạn muốn, và các bạn có thể dùng là Nginx hay Tomcat, và đó chính là cái môi trường. Và sau đó chúng tôi sẽ quan tâm hay là bảo dưỡng cho các bạn những cái phần còn lại, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm những cái phần còn lại. Và vẫn có một cái vấn đề mà chúng tôi đang nhìn vào hiện tại là có thể giúp chúng tôi, cho các bạn, nếu như đó chính là một cái version mới có thể là sẽ được giao cho ra mắt, thì các bạn sẽ cần phải bắt đầu lại toàn bộ cái môi trường của các bạn. Thì không phải là với cái quan điểm của tôi, thì không phải là một cái cách thức mà tốt nhất, hiệu quả nhất là chắp vá cái hệ thống của các bạn, là không phải là mà các bạn phải làm thế nào ở cái cách thức mà từ cái hệ thống cũ thì các bạn phải chuyển đổi sang một cái hệ thống mới. Không biết các bạn có hài lòng với việc này không? Từ cái Beanstalk ấy, thì chúng tôi có thể là chúng tôi sẽ có các cái updates về platform để giúp các bạn có thể là các bạn sẽ không phải chấp vá các cái hệ thống của các bạn nữa, mà là các bạn sẽ được làm như vậy trong một cái môi trường mà mang tính miễn dịch hơn, và có thể là có một cái request, có một cái yêu cầu tới thì các bạn sẽ phải làm lại cái phần mềm, cái application của mình. Và ở đây có một cái phần màu xanh ấy, là các bạn tạo ra một cái môi trường xanh với một cái version mới của các bạn. Các bạn cho ra mắt các cái instances, và các bạn có thể cái Beanstalk thì là nó là cái công cụ ở đó, là tạo ra cho các bạn các instances ở cái nhóm màu xanh da trời, và các bạn thấy là có thể flip sang cái phía bên kia và dẫn dắt cái traffic của các bạn tới các cái instances mới có các cái nhóm màu xanh da trời ấy, thì đảm bảo là cái nhóm màu xanh lá cây, và cũng các bạn cũng có thể có cái các bạn có khả năng để có thể đo cho ra các cái ý kiến phản hồi, và khi các bạn đã hài lòng rồi thì các bạn có thể xóa đi cái phần màu xanh lá cây, và các bạn có thể có được cái version mới, cái software của các bạn, và nó mang tính coi như đáng tin cậy hơn. Chúng tôi muốn là đảm bảo là các bạn có thể tạo ra được cái software cũng như là vận hành cái software đó một cách đơn giản. Và tại sao lại như vậy? Là bởi vì có một cái luật rất là lớn là của một cái ông nghiên cứu viên là John Gall, là một cái hệ thống đơn giản phải được xây dựng trên một cái hệ thống phức tạp thì nó sẽ không có hiệu quả, mà cũng không chạy được. Cái hệ thống phức tạp nhưng lại được
xây dựng từ cái hệ thống đơn giản đấy là được cách mạng hóa thì nó sẽ thành công. Và bởi vậy mà các bạn cần phải có một cái bắt đầu từ một cái gì đấy đơn giản. Các bạn không cần phải có một cái gì đấy phức tạp từ cái ngày đầu tiên, mà từ cái ngày đầu tiên ấy chúng tôi đã có một cái gì đó cho các bạn. Và chúng ta có thể nói ra rằng nó là cái sự đơn giản, một cái thí dụ một cái dịch vụ storage đơn giản. Và chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng là các bạn có cái sự có các cái đối tượng storage lưu trữ một cách các bạn chỉ cần là integrate vào, chỉ cần dùng các cái APS đơn giản thôi. Đối với các cái văn phòng, các bạn có thể scale up hay là down, mở rộng hay là tăng tốc độ hay giảm tốc độ một cách đơn giản, một cách hiệu quả và dễ dàng. Và cái chúng tôi muốn đảm bảo cái năng suất hoạt động của các bạn. Các bạn sẽ không cần phải nghĩ về cái lo lắng về cái môi trường storage của các bạn, nó cũng không hoạt động, không có hiệu quả. Bởi vậy, và đó chính là cái việc xây dựng các cái viên gạch cho cái trình ứng dụng Internet, scale Internet. Và bởi vậy mà chúng ta có thể làm được nhiều hơn như thế, là bởi vậy mà khi mà chúng tôi đã làm được là tiếp tới theo là sau khi mà chúng ta nói về điện toán ấy, sau khi đã chúng ta đã xây dựng được cái storage rồi, chúng ta nghĩ về vấn đề điện toán, về vấn đề compute, và chúng ta có vấn đề về vấn đề là lắp đặt các cái phần mềm rồi, và có thể chính là cái kết quả của cái vấn đề về cấu hình. Nếu như chúng ta không cấu hình hóa cái MPI thì nó sẽ là không phải, không nằm trong cái cấu hình, cái vấn đề về cơ cấu, cái việc cái cấu hình của các bạn. Về vấn đề AMI thì là AMI thì đúng ra là một ngày hay là vài tuần, họ có muốn có thể kéo dài bao nhiêu cũng được. Chúng ta cũng có các cái container, và đó chính là cái quá trình phát triển. Chúng ta đưa ra một cái kết quả có được cái có các cái block up và containers, và khi chúng ta nói về cái block up containers thì đó chính là cái mà của chúng ta, đó là một cái chúng ta có thể làm được, cho phép các bạn làm được scale up hoặc scale down. Thế nhưng chúng ta cần phải quản lý được những cái cần còn nữa là AMI, phải quản lý được cái container của các bạn, và chúng tôi đã làm cho các bạn nó đơn giản hơn như vậy. Như các bạn đã thấy thì đó chính là một cái gì đó mà vấn đề về scale rất là đơn giản hóa, mà các bạn sẽ không gặp phải những cái khó khăn như ngày xưa. Và khi mà chúng ta làm được như vậy, dù chúng ta có thể là làm được cái mã hóa của chúng ta trong một vài giây, và chúng ta cũng không cần phải lo về vấn đề server nữa. Và các bạn hãy nhớ điều này, thì không cần không có một cái server nào mà lại dễ quản lý như là không có server. Và đó chính là một cái công cụ rất là mang tính sức mạnh tuyệt vời cho các bạn, có thể ở Java, có thể Python, hay các bạn có thể sử dụng cái code của các bạn ở đó. Và các bạn có thể thấy ra có các cái ví dụ về hay là các bạn có thể thấy được các cái có cái chương trình ứng dụng mới trên cái slip của mình. Với vậy đó chính là cái diễn đàn về cái kiến trúc tuyệt vời để đảm bảo các bạn là có thể hài lòng với bất kỳ một cái chương trình lập trình, cái lập trình nào mà các bạn bắt đầu sử dụng. Ví dụ như là Agro, họ đã giúp cho các bạn là có thể là tìm được các cái file của các bạn, có thể và gửi đi tới tất cả các cái nơi trên thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ không cần phải xóa đi tất cả
các cái file mà đã gửi đi, mà mỗi một cái file mới và khi từ cái toàn bộ là chúng ta như vậy, chúng ta sẽ có một cái cách mạng hóa ở đây và đã mang tính đơn giản hóa và mang tới cho các bạn việc cấu hình hóa hay là cấu trúc hóa là mang tính đơn giản hơn và mang tính tin cậy hơn và có thể scale một cách đơn giản. Và có một cái Bridge AI là ông ấy đã sử dụng cái tận dụng cái chức năng này là để có thể đưa lại về cái API, cái cổng API mà từ cái việc update rồi việc tìm kiếm rồi cả cái vấn đề quản lý và không hề có cái server, không cần phải có server. Và có một cái điểm rất là quan trọng ở đây và rất là tuyệt vời ở đây, đó là để có thể thực hiện được cái kỹ năng này, khi chúng ta lấy được cái dữ liệu và được được chuyển qua các cái unit mà các cái đơn các cái trình cũng như là và rất là không may là và đây chính là Amazon Echo và một cái thiết bị mà được dùng giọng nói là được kết nối với Alexa, cái giọng nói chương trình lập trình Alexa giọng nói á, và cái thiết bị này thì nó cũng không làm nhiều lắm và nó chính là cái platform hay và tất cả đều các cái chức năng là đều ở trên cloud và làm thế nào để có lập trình hóa cho cái thiết bị này và nó chính là cái platform, bất kỳ một cái platform các bạn có thể làm được điều này và các bạn không cần phải ở có mặt ở trên server để có thể làm được điều này và các cái công ty cũng đã đưa vào rất nhiều các cái chức năng thực tế cho cái device này. Hey Alexa, và ví dụ sáng nay tôi cũng đã đọc một cái ví dụ có thể nói rằng hey Alexa, Alexa có thể lái xe vào trong garage ô tô được không, và ông ấy có thể là kết nối được với Alexa và để lái cái xe vào garage. Và tất nhiên là cũng có các cái vấn đề về an ninh ở đây, tất nhiên rồi, thế nhưng mà tôi vẫn có thể là có thể mã hóa và có thể chỉ dẫn cho ô tô vào trong garage rồi lái ra. Và các bạn không cần có server, không, chỉ cần các bạn có một số các cái code, các bạn có thể đưa các cái code đó vào trong cái platform. Và như vậy vấn đề là kết nối ấy, là của cái các cái môi trường AWS của chúng ta, là tất cả các cái sự kiện này như các cái chương trình về Lambda, rồi các cái chương trình, rồi chúng ta có thể có các cái chỉ dẫn cũng như là các cái thông báo và tất cả các cái lĩnh vực này. Là và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể làm được rất nhiều trên như các cái trình hiệu DynamoDB, thì là cái có một cái chức năng giống như khi chúng tôi đã thiết lập ra cái DynamoDB, thì chúng tôi làm cho nó đơn giản hóa cho các bạn, thì tất cả các dữ liệu cũng như các cái cấu hình thì là trước đây chỉ có Mongo, là để có các cái để có thể là lấy được các cái dữ liệu đó từ cái cơ sở dữ liệu. Thế nhưng mà chúng tôi đã xây dựng được một cái môi trường mà chúng ta vẫn có thể lưu trữ được các cái dữ liệu, và chúng tôi đã xây dựng được điều này cho các bạn, và chúng tôi đảm bảo rằng là các bạn có cái chương trình này, quy trình này được hoạt động hiệu quả trên cái diễn đàn này, cái dữ liệu, cơ sở dữ liệu này. Đấy chính là cái tác phẩm chính trong cái chiến lược sáng chế của chúng tôi. Và đây các bạn thấy là gì? Đây là các khách hàng mà chúng tôi đã thấy là đã dùng những cái dịch vụ này. Và tôi muốn nói là gì? Đó là cái cách mà các bạn có thể tính toán đưa dịch vụ ra mà không phải làm những cái storage.
hệ thống hay là những cái phần khác lưu trữ. Điểm số 2 là được đưa ra bởi dữ liệu. Và các bạn biết là khi các bạn thu thập data đó, xử lý data, thì các bạn cần phải làm gì với nó? Thì đây là những cái thành phần cơ bản cho những cái chuyện mà xử lý big data các bạn ạ. Chẳng hạn như là công nghệ phân tích dữ liệu này. Đó là những cái phần khác các bạn thấy là các dịch vụ của AWS có thể giúp các bạn làm hết rồi. Thì khi mà các bạn chuyển dữ liệu lên cloud đó, thì rõ ràng là lúc nào cũng có cái sự kết nối liên tục cả, đúng không nào? Kết nối trực tiếp các bạn ạ. Và tôi biết là ngoài nó là còn là những cái phần khác như là những cái phần nhỏ hay là thường xuyên hơn. Đó, đây là cái kiểu mà pattern mà kết nối dữ liệu chuyển lên á, nó như vậy. Thì đối với những cái bài toán như vậy là chúng ta cần những cái giải pháp tương đồng. Thì chúng tôi có cái kinetic stream chẳng hạn. Đó, thì đó là cái mà chúng tôi đề xuất ra mà có thể giúp các bạn xử lý được những cái vấn đề này. Thì đó là cái phần giải pháp của Amazon Kinesis cho các bạn có thể stream data thực tế. Và ngoài ra là chẳng hạn như là Kinesis Firehose, thì nó có thể giúp các bạn là tải data lên AWS một cách nhanh và dễ hơn. Thì có thể là đôi khi ở các phần nào đó, một cái con thuyền hay là một cái gì đó chẳng hạn, như các bạn là tải dữ liệu lên cloud của chúng tôi đó, thì đó là cái công cụ mà chúng tôi muốn các bạn cảm nhận và biết được, Kinesis Firehose. Và khi mà chúng tôi thấy vậy và cái việc mà xử lý data như vậy đó, thì chúng tôi phải phát hiện ra một cái module gọi là Kinesis Analytics, tức là phân tích dữ liệu các bạn. Thì nó chạy những cái phần, những cái câu hỏi về database SQL rõ ràng trước khi mà nó hoàn thiện và nó nằm ở trong cloud rồi. Thì tôi muốn nói là cái Kinesis này là một cái công cụ mà các bạn có thể chạy những cái câu hỏi về SQL cho những cái dữ liệu streaming đó các bạn, để mà các bạn có thể biết được là nó sẽ được hoạt động như thế nào. Và đó là điểm, đó là chúng tôi mời anh Tuso Angoragot ở công ty Toyota Tuso Electronics Thái Lan lên chia sẻ các bạn rõ hơn về cái ứng dụng của cái kinetic analysis như thế này các bạn nhé. Cảm ơn anh Vogo đã giới thiệu tôi. Và xin chào các bạn. Tôi rất là vinh dự là có được cơ hội hôm nay được chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm của chúng tôi và ứng dụng của chúng tôi ở Thái Lan. Thứ nhất là tôi muốn giới thiệu, tên tôi là Goragat Wonthansasin. Tôi ở công ty Toyota Susan Electronics, là mặc tên của chúng tôi hơi dài nên chúng tôi gọi tắt là TTET. Thì các bạn thấy là chúng tôi bắt đầu ra thành lập là năm 2005 và chúng tôi có ba mảng kinh doanh các bạn ạ. Đầu tiên là phát triển dụng cụ thiết bị. Cái điểm thứ hai là phát triển là cái hệ thống sản phẩm nhúng, phần mềm nhúng. Và cái mảng thứ ba là kinh doanh các cái dịch vụ kết nối các bạn ạ. Từ ngày đầu tiên mà chúng tôi thành lập ấy, chúng tôi kết hợp là những cái dịch vụ của chúng tôi. Và chúng tôi muốn giới thiệu một trong những cái công việc của chúng tôi mà chúng tôi làm là kết nối cái dịch vụ gọi là T-Square. Cái giải pháp T-Square này là một cái sản phẩm cung cấp dịch vụ giao thông thông minh. Và nó được phát hành, được công bố năm 2012. Và từ đó trở đi là chúng tôi đã gắn, cài đặt cho cái giải pháp này cho hơn 10.000 taxi. Từ ngày đầu tiên đó là chúng tôi dựa trên cái GPS, dữ liệu GPS của các tài xế, và chúng tôi đưa về mỗi 5 đến 6 giây trong thực tế để chúng tôi có thể phân tích số liệu và đưa về trung tâm lưu trữ và thiết kế. Và chúng tôi ứng dụng cái công nghệ phân tích Big Data để mà phân tích và đưa ra những cái sample, và từ đó để chúng tôi có thể biết được là những cái giao thông nó như thế nào. Và từ đó người dùng khi mà query biết được, lấy lại cái thông tin á, họ sẽ biết được là những cái thông tin về thông tin giao thông GPS, thông tin GPS, hay là những cái phần gì bất thường, hay là những cái vùng nào là có lụt các bạn ạ. Thì chúng tôi dùng như vậy và để cho người dùng có thể biết được là tránh giao thông như thế nào.
thì các bạn hãy đi vào nhìn vào cái mô hình này kỹ hơn của chúng tôi. Thì khi ngày mà chúng tôi bắt đầu ứng dụng cái công nghệ AWS, các bạn thấy là gì? Cái phần này có các module như là ELB, VPC, ECB và các phần mềm và những cái module khác như Amazon S3 chẳng hạn. Đó. Thì cái basic này á, là giúp chúng tôi xây dựng được một cái hệ thống mà có thể tải thông tin lên và truyền thông tin xuống một cách gọi là tốt nhất. Chẳng hạn như năm trước là chúng tôi phải đối mặt với cái brute force chẳng hạn. Thì chúng tôi gặp những cái trở ngại như vậy và chúng tôi có thể yêu cầu AWS hỗ trợ, Amazon hỗ trợ cho chúng tôi. Và có một số cái trở ngại như vậy đó. Thì tôi muốn nói là AWS giúp chúng tôi quản lý cái dịch vụ AWS, quản lý cái dịch vụ đám mây cloud cho chúng tôi một cách tốt hơn. Thì làm như vậy là chúng tôi giảm được thời gian đưa cái sản phẩm ra thị trường, hay là chúng tôi nâng cấp được cái cơ hội của chúng ta. Và cái cơ hội tốt hơn và cái điểm thuận lợi hơn đó, tôi muốn giới thiệu các bạn là gì? Là đối với về chi phí vận hành là các bạn, thì chi phí vận hành nó như thế này. Chi phí vận hành năm 2014 đó, thì năm trước là cái đó là chúng tôi đã bắt đầu làm tối ưu hóa cái hệ thống của chúng tôi. Và từ đó là chúng ta giảm được cái chi phí đến 35% các bạn ạ. Và đó là do cái AWS system, là bằng cách, một cách là chúng tôi chỉ configure lại cái hệ thống của chúng tôi thôi. Thì về cái doanh số kinh doanh các bạn thấy là gì? Là chúng tôi dự định là mang cái giải pháp của chúng tôi lên cái công nghệ IoT. Và tất nhiên là như vậy thì chúng tôi phải nâng cấp cái hệ thống chúng tôi lên. Thì tất nhiên là cái khả năng đó nó có thể nâng cao lên 2.500 lần do dùng cái kinetic analysis các bạn ạ. Và từ đó là các bạn thấy là gì? Các bạn thấy là chúng tôi cung cấp được rất nhiều cái giải pháp cho khách hàng hay là những người dùng xung quanh cái hệ thống của Amazon cung cấp. Và các bạn thấy các cái hình đó là những cái module của Amazon mà chúng tôi hiện nay đang sử dụng các bạn ạ. Và chúng tôi luôn luôn cung cấp cho những cái người dùng. Và bây giờ chúng tôi đang nhìn đến cái khía cạnh là tích hợp cái Lambda hay là học về số hóa, machine learning, để mà đưa được nhiều cái giá trị tốt hơn đến khách hàng của chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Nó là một cái sáng kiến rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất thông minh, là các bạn cũng đã nếu dùng cái taxi, đã đi taxi ở Bangkok thì các bạn thấy rằng là có một số nơi không thể đi được, số nơi thì có tắc đường. Như vậy khi chúng ta đã nói về vấn đề chuyển các cái dữ liệu vào các cái cloud thì đó chính là cái vấn đề rất là nhỏ thôi. Thế nhưng mà đôi khi thì chúng ta có những cái dữ liệu, cái bộ dữ liệu rất là lớn thì rất là không may là chúng ta vẫn có cái sự cản trở về mặt tốc độ, và có các cái các khách hàng mà gửi cho chúng tôi và chúng tôi phải mất đến hàng ngày, hàng tuần để mà load lên trên cloud. Thế nhưng mà bởi vậy mà chúng tôi đã đưa ra cái Snowball, một cái thiết bị hiện hữu mà các bạn có thể lát nữa các bạn có thể là nhìn thấy, và chúng tôi chuyển các cái thiết bị này cho các bạn, và các bạn có thể kết nối với các bạn có thể lưu các cái dữ liệu vào đó và chuyển lại cho chúng tôi. Đó chính là cái cách mới của chúng tôi, là có thể giữ được 80 terabyte. Thế có thể giữ được 80 terabyte, và các bạn có thể là lưu các cái dữ liệu vào đó. Chúng tôi cũng có lắp vào đó cái chương trình bảo mật ạ. Thì như là tôi đã nói với các bạn, nó rất là quan trọng và giữ các cái dữ liệu trước khi mà các bạn chuyển nó vào các cái thiết bị. Thì các cái cho tới nay thì chúng tôi đã thành công vào vấn đề này,
Và khi các bạn chuyển các cái thiết bị này về với chúng tôi ở Mỹ thì chúng tôi có các cái dịch vụ để có thể là làm lỏng hóa các cái dữ liệu mà để có thể hay là các bạn có thể là có toàn bộ các cái một hàng loạt các cái thiết bị này là thì đó thực sự là một cái network về các cái dữ liệu các bạn mà có thể các bạn hãy lưu ý là còn có cái chi phí của FedEx nữa khi mà chuyển về Mỹ và các bạn hãy sử dụng hãy tận dụng cái chức năng của mà chúng tôi đã tạo ra được cái platform và từ cái việc mà cho phép cái Snowball cái chương trình cái thiết bị này Snowball chuyển các cái bộ dữ liệu rất là lớn khổng lồ của các bạn và chúng tôi đã chuyển rất nhiều các cái thiết bị Snowball tới các cái nơi trên thế giới và nó được lưu chuyển 50 lần và đó chính là cái sự vận chuyển các cái dữ liệu tới cloud và từ các cái file cỡ trung bình mà chúng tôi chuyển rất là thường xuyên và còn cái vấn đề về tất nhiên là cái khoảng cách càng xa thì các bạn cần phải chúng tôi phải làm việc rất là tích cực để không chỉ là phân phối mà cái mạng lưới cloud còn có mặt ở tất cả các nơi trên thế giới để có thể để tiếp cận các phân phối các cái dữ liệu cho các khách hàng. Vậy làm thế nào để có thể tăng tốc độ được các cái việc chuyển các cái dữ liệu này? Chúng ta cần phải tận dụng các cái platform và để có thể nạp các cái dữ liệu đó để chuyển cho Amazon thì là chúng ta thấy là các bạn có thể đạt được cái tốc độ mà chuyển cái data của cái dữ liệu của các bạn và đưa cho các bạn đó chính là cái sự tải cái bandwidth nó là hoàn toàn miễn phí và không có cái chi phí, không thêm chi phí cho các bạn và chúng tôi muốn đảm bảo rằng là được đơn giản để các bạn có thể chỉ cần bấm một cái nút ở đây các bạn có thể thấy rằng là tôi muốn sử dụng S3 để chuyển cái thì các bạn sẽ thấy là có một cái employee mới và các bạn sẽ dùng cái employee này để mà load các cái dữ liệu của mình và nó rất là nhanh và rất là đơn giản cho các bạn và có rất nhiều các cái khách hàng đã làm như vậy là đã cho các bạn ví dụ về thực tế và ngay lập tức là chuyển các cái file là rất là rất thú vị ở đây bởi vì nó là cái môi trường rất là thực tế mà có các cái file rất là lớn khổng lồ là dễ dàng có thể là tăng cái tốc độ truyền tải 3 đến 4 lần và bởi vậy là các bạn đã được đưa cho chúng đã được chúng tôi cung cấp các cái lựa chọn khác nhau các cái chúng tôi đã làm được cái việc đó để tạo điều kiện cho các bạn có thể làm được điều này hay là kết nối với các cái khách hàng trong cái môi trường như ngày hôm nay cái mobile các thiết bị mobile thì đó các cái chương trình mobile cũng rất là tuyệt vời nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái chương trình này thì chúng ta thấy rằng là ở cái phần này thì là phải phụ thuộc vào các thiết bị và các DBS hay là thực tế thì là nó lại ở trên cloud hầu hết tất cả các cái mobile là nó chỉ là cái Windows là các cái dịch vụ cũng như các cái dữ liệu là đều được lưu trữ ở trên cloud có một cái điểm quan trọng ở đây là có thể là các cái dịch vụ ngày xưa mà trước đây chúng ta đã sử dụng hay là chúng ta có thể tìm kiếm được cái khách hàng của các bạn hay là có cái thông báo bằng các SMS cho các khách hàng của các bạn hay cũng có thể là có cái chức năng mà được cung cấp bởi Lambda và ở đó có một cái gì đó mà Amazon có thể cho các bạn Cognito. Amazon Cognito chính là cái các bạn có một cái các cái thiết bị mà các bạn có thể giữ các cái thông tin về khách hàng các bạn hay là có và trong đó có các cái chương trình an ninh bảo mật và các bạn có thể là backup cho nó và các bạn có các cái lựa chọn khác thí dụ như là cái loại
identity nào mà các bạn có thể sử dụng, có thể dùng Facebook hay Google hay là các cái social mechanism, các cái cơ chế về xã hội. Nhưng mà các bạn có thể không muốn làm như vậy, các bạn có thể chỉ muốn là lưu trữ hay tìm kiếm dựa cái trên cái password của các bạn. Như vậy là các bạn phải tạo ra có một cái sự cơ chế khác nhau để có thể xử lý các cái đối tác cũng như các cái khách hàng, và đó chính là cái cơ chế hoàn chỉnh mà các bạn có thể là lưu trữ được các cái thông tin về khách hàng, có thể sử dụng password và có thể lấy ra được những thông tin mà các bạn muốn, và thực sự là nó rất là dễ dàng cho các bạn. Và các bạn cũng có thể sử dụng các cái thông báo, hay các bạn có thể các email hoặc là số điện thoại khi mà để mà sign up. Chúng tôi làm tất cả những cái chức năng này cho các bạn, không cần các bạn phải lo lắng về vấn đề phải tự làm ra những cái vấn đề này hay là tự thiết lập những cái chi tiết này. Chúng tôi đã kết nối tới tất cả mọi thứ, thì có cái video là tất cả mọi cái. Như ông Nick đã nói thì tất cả một cái bất kỳ một cái khâu nào trong cuộc sống cũng được kết nối và được kết nối với các cái thiết bị. Và tại sao lại phải kết nối với cả cloud? Bởi vì các cái thiết bị này là cái cản trở đối với cái môi trường, bởi vì cần phải có điện năng này rồi. Và nó phải có cái sự phân tích đối với các cái thiết bị, và các bạn chúng tôi cũng muốn là tất cả cái thiết bị đó được mang tính bảo mật và được an ninh, và chúng ta hay là cái việc mà update cho các cái thiết bị nó không phải là một cái nhiệm vụ đơn giản. Và cả trên cái cloud ấy thì là chúng tôi cũng muốn kiểm soát các cái thiết bị này để đảm bảo cái tính thành công cho các bạn. Và có rất nhiều các cái vấn đề mà phải tốn rất nhiều thời gian ngoài các cái platform của AWS thì chúng tôi còn muốn tạo ra các cái công cụ. Thí dụ Ấn Độ thì họ đã tạo ra rất nhiều các cái công cụ, đến 2.000 công cụ như vậy để mà phòng ngừa cái việc cái breakdown trong cái hệ thống của họ. Và ngoài cái môi trường của AWS ra thì chúng tôi đã tạo ra cái AIoT AWS cho họ là một cái platform cho các bạn. Các bạn có thể tạo ra các cái identity cho các bạn và tạo ra được cái, các bạn có thể tận dụng cái platform của chúng tôi, cái device gateway. Khi mà các cái thiết bị đã được kết nối thì chúng ta cần phải xác định được nó. Tất nhiên là có những cái software chúng tôi là cho các bạn cung cấp các bạn các cái thiết bị và để các bạn có thể kết nối. Và cái điểm quan trọng ở đây là mỗi các cái thiết bị này thì được xác định, được xác định bởi các cái đặc tính riêng, đặc thù riêng. Các bạn có thể dùng các cái vấn đề về authentication và đưa các bạn tới cái gateway đi, thì chúng ta có thể đưa ra những cái lời thông báo rất là đơn giản ở đó. Có thể là có thể bắt đầu từ cái điều khiển một cái điều hòa, bắt đầu cái nhiệt độ là 20 độ C chẳng hạn, thì đó rất là đơn giản. Hay những cái dịch vụ rất đơn, bằng một cách đơn giản như vậy từ AWS. Và khi chúng ta nói về các cái thiết bị này thì không phải là lúc nào cũng được kết nối, tất nhất là khi mà chúng ta cần phải thiết nối kết nối tất cả những cái thiết bị này, nhất là khi chúng ta muốn điều khiển. Khi mà chúng ta program nó thì những cái có một số các thiết bị mà offline thì chúng ta thấy rằng là chúng tôi sẽ kết nối các cái thiết bị với nhau, và có các cái vấn đề về đăng ký các cái thiết bị thì thí dụ như đưa ra tất cả các cái như vậy là các bạn sẽ phải lưu ý tất cả các cái thiết bị mà các bạn đang sử dụng. Và chúng tôi cứ cho phép rất nhiều các cái sáng kiến và các bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề về
an toàn, bảo mật, rồi các cái vấn đề thử nghiệm cũng như là đánh giá, đây là vấn đề tôi nghĩ là vấn đề thử nghiệm là rất là quan trọng đối với các cái sáng chế và sáng kiến. Tôi nhớ rằng là có một cái câu nói rất là nổi tiếng rằng là nếu như không có thử nghiệm thì không thể nào có thành công. Bởi vậy, với tư cách là một cái doanh nghiệp thì chúng ta cần phải có cái thực nghiệm, cái trải nghiệm, rồi là đánh giá. Nếu như thí dụ như cái kết quả nó không được tốt lắm thì các bạn có thể học hỏi được từ những lỗi lầm, sai lầm. Có rất nhiều các cái tổ chức là đang nhìn vào cái việc là chuyển đổi kỹ thuật số hóa sang cái công nghệ kỹ thuật số hóa, nhưng là nó rất là nhạy cảm, bởi vì là các cái đối tác, các cái đối thủ cạnh tranh có thể từ các cái lĩnh vực khác nhau, rồi là từ các cái thí dụ từ oil and gas, rồi các cái dịch vụ logistics, dầu khí, và bởi vậy là không chỉ là từ những cái cách thức truyền thống mà từ chính trong cái sử dụng cloud để có thể sử dụng được rất nhiều các cái chức năng. Và có rất nhiều các cái khách hàng, các cái doanh nghiệp đó chính là cái con đường mà đi, không phải là chỉ xảy ra overnight, tức là từ hôm nay đến ngày hôm sau nó đã xảy ra rồi. Và ví dụ vấn đề về chuyển đổi các cái application thì có một số các doanh nghiệp là quyết định là theo con đường cloud, và họ có các cái bước tiến rất là dũng cảm để tạo một cái platform, là từ cái ngày mà chúng ta nghĩ làm thế nào để scale, là tập trung vào các cái đặc trưng mà tốt nhất, và từ có thể là Findra, hay là từ các cái sản phẩm về cricket, về bóng chày, hay là các cái trường đại học, hay là Hyatt, khách sạn Hyatt, hotel, cái chuỗi Hyatt hotel, thì vì trong cả một cái thế giới gọi là khách sạn ấy, thì là cái vấn đề cạnh tranh là rất là khốc liệt, và bởi vì họ muốn là đảm bảo rằng những không cần phải giữ các cái kỹ sư của họ, cán bộ của họ không phải giữ các cái server lớn, mà tập trung vào vấn đề thu hút khách hàng. Và đó chính là một cái quãng đường rất là mới. Đó giống như là Johnson & Johnson là có một loạt các cái chương trình ứng dụng, và họ bổ sung thêm các cái chương trình ứng dụng mới. Và chúng tôi đã có các cái dịch vụ khác nhau, đa dạng khác nhau cho các bạn. Các bạn có thể là sử dụng từ cloud, các bạn có thể chuyển từ AMI tới các instances, hay là các bạn có thể quản lý được các cái AWS của các bạn. Có rất nhiều các cái chương trình đã được kết nối, lắp đặt ở trên AWS để các bạn có thể sử dụng. Và như vậy là nó là một cái hành trình của các bạn. Và có các cái doanh nghiệp là đã quyết định là chuyển tất cả các cái nhiệm vụ khó nhất lên trên cloud, và trong cái môi trường như vậy nó đã được họ đã có thể xây dựng được những cái sản phẩm mới, và như thế nào họ đã chuyển đổi một số các cái công nghệ lên trên cloud như thế nào, hay là vấn đề điện tử cũng vậy, thì là có một số các cái doanh nghiệp đã chuyển các cái apps, thí dụ vấn đề về dầu khí chẳng hạn, là họ đã tạo ra được một cái thành công rất là lớn. GE đã chuyển khoảng 9.000 công việc lên trên cloud và ở các cái trung tâm khác nhau. Như vậy, nói về cái vấn đề về chuyển đổi công nghệ cloud thì chúng ta thấy là các bạn cần phải biết được là các bạn làm gì. Thì vấn đề về chuyển dịch chuyển các cái dữ liệu chẳng hạn, hay là các cái việc di chuyển các cái cơ sở dữ liệu, thì bởi vậy là để xem chúng tôi có thể giúp được các bạn cái gì. Và cái việc chúng tôi có thể giúp các bạn là chuyển từ cái địa điểm của các bạn lên trên cái cloud, rồi
Chúng tôi có thể là có thể giúp các bạn mà đồng thời mà không cần phải lấy ra các cái quy trình ứng dụng của mình hay là xóa đi mà và có rất nhiều các khách hàng đã sử dụng cái dịch vụ này của chúng tôi. Thế nhưng mà các bạn cũng có thể được muốn chuyển từ các cái loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Thế nhưng mà họ thực sự là họ muốn làm cái gì đó mà các cái doanh nghiệp là họ muốn kết nối các cái hay là được hay là cho các cái dữ liệu vào lên cloud. Các bạn cũng có thể là chuyển từ các cái engine, các cái động cơ khác nhau. Thế nhưng mà các bạn có thể được chuyển bàn, các cái table, các cái bảng dữ liệu. Chúng tôi có thể là giúp đỡ các bạn các cái dịch vụ khác nhau khi các bạn chuyển đổi dữ liệu như thế này. Amazon đó chính là tại hiện tại thì nó là một cái platform AWS là nhanh nhất hiện tại và cái tính hiệu quả cũng như là cái sự độ tin cậy về vấn đề về dữ liệu mà chúng tôi đã mất khoảng 4 năm để xây dựng và cái dữ liệu đã được cái lưu lượng dữ liệu là cái đảm bảo là các bạn có thể có cái hiệu quả rất là nhất quán và có cái hiệu quả và so sánh với các cái trong quá khứ ấy, thì là Expedia thì là cái mà đang chuyển từ hàng triệu rows tới các database. Thì các bạn thấy đấy, khi mà Amazon làm như vậy và các cái dịch vụ từ các cái công ty khác đó, các công ty khác cũng ứng dụng như vậy thì các họ đều dùng open source, dữ liệu open source các bạn ạ. Thì đôi khi mà làm như vậy tôi cũng chắc chắn là các bạn cũng sẽ phải chuyển những cái dịch vụ ứng dụng của các bạn qua AWS đúng không nào? Và khi mà các bạn làm như vậy á, các bạn là có sẽ có những cái thời gian ở đằng sau khi mà các bạn đánh giá hay là chuẩn hóa lại những cái ứng dụng này trước khi các bạn chuyển qua AWS server. Và đó là tại sao mà chúng tôi có hai cái phần ở đây mà chúng tôi gọi là AWS Application Discovery Service hay là cái dịch vụ gọi là cái dịch vụ khám phá ra những cái ứng dụng bên AWS. Ở đó là các cái ứng dụng của AWS hay là cái cách mà chúng tôi lấy thu thập cái dữ liệu của các bạn và chúng tôi xử lý nó hay là dùng những cái ứng dụng chính của Amazon để giúp các bạn tối ưu hóa được cái dịch vụ hay là những cái app của các bạn như thế nào. Và khi đó các bạn có thể dùng được những cái report này, những cái báo cáo và các bạn có thể biết được những cái ứng dụng của các bạn sẽ được đánh giá như thế nào khi mà các bạn chuyển dịch nó qua cái AWS. Và cái đánh giá này hay là những cái dịch vụ này nó sẽ là rộng rãi, có rộng rãi cho các bạn khi các bạn dùng. Tôi muốn nói thêm một điểm nữa là chúng tôi giúp các bạn làm cái sự sáng tạo thêm như thế nào, đổi mới như thế nào. Và khi đó các bạn biết là có nhiều phần lắm các bạn, từ cái phần đánh giá đào tạo nào hay chứng chỉ hay là chúng tôi mang cái dữ liệu của các bạn qua, chuyển dữ liệu của các bạn qua để mà cuối cùng là qua được cái AWS. Và tôi hy vọng là các bạn có thể tự phát minh lại được hay và các bạn lập lại được để các bạn ứng dụng được những cái công nghệ có sẵn của AWS, của Amazon và các bạn có thể phát triển được cái dịch vụ hay là cái công việc kinh doanh của các bạn lên một cái bước tầm nhìn mới. Rõ ràng tôi có thể công nhận nó là nó một cái ứng dụng tuyệt vời hóa, có thể mang lại nhiều cái sự thành công cho công việc của các bạn. Và như vậy, tôi nghĩ là không bao giờ có một cái cơ hội nào tốt hơn như bây giờ để các bạn có thể mang được, xây dựng được những cái hệ thống tốt như vậy cho các bạn.